Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Chuyện Mỗi Ngày được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình và báo Bình Phước. Chương trình chia sẻ những câu chuyện, những vấn đề trong cuộc sống để chúng ta có thêm nhiều trải nghiệm thú vị và nâng cao kỹ năng thích ứng trong mỗi ngày đang sống hôm nay. Tôi là Hạo Nhiên, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong chương trình hôm nay. Chủ đề của ngày hôm nay: mạo hiểm sống ảo, coi chừng mất mạng. Thưa quý vị và các bạn, để có được những bức ảnh đẹp và độc đáo đăng trên mạng xã hội thì bản thân mỗi người chắc hẳn phải nghĩ ra những khung cảnh độc lạ, thậm chí có phần mạo hiểm. Vâng, việc đăng ảnh trên mạng xã hội là quyền tự do của mỗi người, nhưng quý vị có thể thấy trên màn hình ảnh một nữ khách hàng bất chấp tính mạng lao ra đường ray trong lúc tàu đang tiến lại gần với mục đích có được một bức ảnh xuất sắc hay những thước phim sống động. Vừa qua, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip cô gái lao ra giữa đường ray để tạo dáng chụp ảnh tại phố cà phê đường tàu, đoạn qua phường Hàng Bông, quận Hoàng Kiếm, Hà Nội. Chính quyền phường Hàng Bông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông PNH, trú tại phường Hàng Bông, về hành vi vi phạm không có đăng ký kinh doanh. Người phụ nữ trong đoạn clip là khách của quán ông H, và ông này cũng là người kéo cô gái ra khỏi khu vực đường ray tàu hỏa. Với vi phạm trên, ông H đối mặt với mức xử phạt 7,5 triệu đồng. Thực sự khi xem xong đoạn clip này, chắc hẳn trong chúng ta phải giật mình, bàng hoàng với hành động đang đánh cược mạng sống của nữ du khách chỉ vì muốn có một bức ảnh độc đáo. Và từ lâu, để thu hút khách hàng đến quán cà phê, chủ cửa hàng đã kết hợp khung cảnh bên ngoài điển hình như các quán cà phê đường tàu ở thành phố Hà Nội. Đối với du khách vừa thưởng thức cà phê vừa tận mắt chứng kiến đoàn tàu chạy ngang qua với cự ly khá gần, tạo cho họ một cảm giác thích thú, gay cấn. Do đó, các hàng quán kinh doanh bắt đầu nhộn nhịp đón lượt khách trong và ngoài nước đến với quán cà phê đường tàu. Và tất nhiên, không chỉ đi thưởng thức cà phê hay ngắm khung cảnh bên ngoài, mà giới trẻ hiện nay hay dùng từ đi cà phê chill đi, nghĩa là đi cà phê để thư giãn. Khi đến quán cà phê, các khách hàng phải chụp cho bản thân một bức ảnh để đăng trên mạng xã hội. Đối với các quán cà phê đường tàu, khách hàng có thể đứng giữa đường ray chụp khi mà tàu chưa đến để tạo nên bối cảnh, một khung hình vô cùng mới lạ. Tuy nhiên, việc chụp hình sống ảo ngay giữa đường ray đã tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất lớn. Đoạn phố cà phê đường tàu, quận Hoàng Kiếm, dù đã bị nghiêm cấm nhưng người dân đi vào để uống cà phê, chụp ảnh trên đường tàu do các hộ dân ở đây đều vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt. Cứ thế, mỗi du khách đến con phố này sẽ có người đưa vào trải nghiệm cả sự mạo hiểm mỗi khi tàu qua, mặc dù ngành đường sắt nhiều lần kiến nghị đến chính quyền Hà Nội. Tưởng chừng sau nhiều đợt ra quân trấn áp an toàn, hành lang đường sắt sẽ được đảm bảo. Nhưng theo ghi nhận mới đây, dù có rào chắn thì nhiều hàng quán vẫn hoạt động, du khách vẫn ra vào nhộn nhịp như chưa từng có lệnh cấm. Nhiều chủ quán có cả đội ngũ nhân viên chèo kéo, mời chào du khách vào quán cà phê. Thật ra thì theo mình thì dù là trước kia hay bây giờ thì cái trường hợp đấy nó vẫn xảy ra, và những cái biện pháp mà chúng ta thường dùng để khắc phục nó không được hiệu quả cho lắm. Thì ví dụ như hôm nay này thì không có rào chắn, không có bảo vệ, nên là những cái trường hợp rất là lộn xộn đấy nó vẫn đang tiếp diễn, và những cái người dân sống xung quanh đấy họ không thể nào mà kiểm soát bao quát hết được. Khách du lịch đến đây chủ yếu là người nước ngoài, họ chụp ảnh, quay video, ngồi trò chuyện và vui đùa. Hàng quán nhỏ, bàn kê sát đường tàu ngồi như này có thể để chân lên cả đường ray. Những biển báo cấm và rào chắn thì bị phớt lờ, gác vào một góc khuất không ai để ý. Như vị khách này, anh bất chấp nguy hiểm kê hẳn ghế lên trên đường ray để chụp ảnh cho bạn bè. Hay người bán hàng rong đang bày cả sạp hàng lên khu vực mà chỉ ít phút nữa tàu sẽ đi ngang qua. Với lượng khách đông như thế này, đến chỗ đi lại còn khó khăn, thì nhiều người tự hỏi liệu khi tàu đến họ sẽ đứng ở đâu để đảm bảo khoảng cách an toàn. Hai tí nữa có gần quá không anh? Không, tàu chỉ sát đến đây là an toàn thôi. Là tổng thì nó cũng chỉ đến đây thôi. Nó đến đây chốt chân anh ạ. Vâng. Còn bình thường là cứ từ mép này hất vào là an toàn. Vậy là cứ khi nào có tàu ngồi đây là an toàn. Ok. Chủ quán nói an toàn là vậy, nhưng khi tàu đi qua, khoảng cách giữa người và tàu chỉ từ 30 đến 40cm. Nếu cầm điện thoại quay như vị khách này, khoảng cách chỉ còn từ 10 đến 20cm. Nhiều người còn bất chấp đặt điện thoại lên đường ray, vài phút lại chạy ra kiểm tra một lần. Mặc kệ biển, mặc kệ hàng rào,
người ra người vào khu vực này vẫn tấp nập. Phải chăng các chủ hàng quán đang bất chấp vì lợi nhuận, kinh doanh ngó lơ quy định sự an toàn của khách hàng, hay một bộ phận khách du lịch vì muốn có những tấm ảnh ấn tượng mà bỏ quên quy định của cơ quan chức năng? Kiểm soát hay không là một phần vẫn là đấy, là do ý thức của khách, thứ hai là do bên nhà hàng có bố trí người để nhắc khách hay không. Trong vòng 5 năm trở lại đây, khu vực phố cà phê đường tàu, đoạn chắn từ đường Trần Phú đến đường Điện Biên Phủ, thành phố Hà Nội, đã chứng kiến nhiều sự cố do đông người, công tác đảm bảo an toàn gặp nhiều khó khăn. Trải qua nhiều đợt trấn áp, đóng cửa, cảnh báo trong nhiều năm qua, tại sao phố cà phê đường tàu vẫn ngang nhiên hoạt động và nhận được sự ủng hộ của nhiều du khách? Phải chăng các quy định của cơ quan chức năng vẫn chưa có đủ sức nặng, hay việc quản lý chưa đủ nghiêm để răn đe các hộ kinh doanh và du khách? Đằng sau những bức ảnh đẹp sống ảo là một thực tế phũ phàng khi các quán cà phê vì kinh doanh, hoạt động đã vi phạm hành lang an toàn đường sắt. Đây là hình ảnh trái ngược ở khu phố cà phê đường tàu, đoạn qua khu vực nội thành Hà Nội, gồm đường Trần Phú, Phùng Hưng, Điện Biên Phủ. Một bên hoàn toàn đảm bảo an toàn hành lang đường sắt, một bên lộn xộn, tấp nập người ra kẻ vào nhộn nhịp chụp ảnh, ngồi uống cà phê. Từ năm 2022, cơ quan chức năng tiến hành lập rào chắn, chốt chặn hai đầu lối vào xóm cà phê đường tàu, nằm trên đường Trần Phú và Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm. Tuy nhiên trên thực tế, việc thực hiện rào chắn và người canh gác tại khu vực này bữa có bữa không, biển cảnh báo đặt tại góc khuất tầm nhìn, khó quan sát. Vì vậy, tuyến đường sắt vẫn tấp nập du khách. Cái cảnh sát kiểu như vậy thì chắc chắn ở mấy cái nước phương Tây nó không có, mấy nước châu Á như mình, đặc biệt Việt Nam hoặc là ở Hà Nội, Hội An thì sẽ có. Ở Sài Gòn á, mấy cái khu bùi biển á, thì bây giờ nó cũng làm mấy cái kiểu lồng đèn này, nhưng mà nó sô bộ, nó không được mấy cái nhà nhỏ kiểu nghề, kiểu như nó gọi là đúng nghĩa là cổ. Chỉ trong chưa đầy 2 km đường ray, xóm đường tàu Trần Phú – Phùng Hưng có đến hơn 50 quán cà phê. Trong khi đó, ở một góc trên đường Điện Biên Phủ, vẫn bối cảnh đường tàu nhưng vắng bóng du khách, rào chắn biển báo được thực hiện nghiêm chỉnh. Vậy tại sao đều có cơ hội kinh doanh phát triển như nhau, nhưng phía bên kia là con phố đường tàu Phùng Hưng, nổi tiếng thu hút hàng trăm lượt du khách nước ngoài đến đây hàng ngày, thì ở bên phía đối diện, cuộc sống của những cư dân phố đường tàu vẫn như nhiều chục năm trước, không hề thay đổi, dù cùng nằm trên một trục đường sắt nội đô. Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, tình trạng khách đến quán cà phê không chỉ gây mất an toàn hành lang đường sắt mà còn cản trở quá trình chuyên tu, bảo trì đường ray do đông người, rác tràn ngập, thậm chí mất khả năng thoát nước do một số hộ dân cải tạo lối đi. Thế nhưng nơi đây được nhiều người xem là điểm đến du lịch của Hà Nội. Nhiều du khách đến cà phê đường tàu vì hiếu kỳ và sau khi trải nghiệm, họ vẫn công nhận khu phố này dù đẹp nhưng nhiều nguy hiểm rình rập. Khuất mất biển cảnh báo, con phố thì tấp nập, không người canh gác, nên khách du lịch không biết những quán cà phê ở đây không đủ an toàn theo quy định của ngành đường sắt. Và nếu tiếp diễn vi phạm, không chỉ chủ quán mà ngay cả khách du lịch đều có thể bị xử phạt. Thật tuyệt khi được chứng kiến tàu đi qua, nhưng chúng tôi vẫn đang nói chuyện với nhau rằng không ngờ tàu đi nhanh đến vậy. Nó không giống như chúng tôi tưởng tượng. Tôi đã nghĩ nó sẽ đi chậm hơn. Tôi thấy mọi người vẫn đi bộ trên đường ray, mặc cho chuông báo đã kêu vài lần. Tôi nghĩ có thể một biển báo lớn để cảnh báo mọi người sẽ phát huy hiệu quả và giảm thiểu tình trạng này. Hiện nay, Nghị định 100/2019 Nghị định Chính phủ quy định mức phạt đối với hành vi này cụ thể như sau. Phạt tiền lên đến 3 triệu đồng đối với cá nhân, 6 triệu đồng đối với tổ chức khi thực hiện hành vi mua bán hàng hóa trái phép trong phạm vi đất dành cho đường sắt. Cũng theo quy định tại Nghị định 100/2019 Nghị định Chính phủ, phạt tiền lên đến 500.000 đồng đối với cá nhân có hành vi đi, đứng, nằm, ngồi hoặc hành vi khác trên đường sắt trong cầu hầm dành riêng cho đường sắt, trừ nhân viên đường sắt, lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ. Khu vực phố cà phê đường tàu thường xuyên chứng kiến các vụ việc điển hình liên quan đến việc quản lý và duy trì an ninh do lượng lớn người tập trung mỗi ngày. Nhiều sự cố đáng báo động đã xảy ra, nhưng vẫn chưa có một giải pháp thực sự phát huy hiệu quả để cải thiện tình trạng trên. Hàng ngày, nếu tìm kiếm trên mạng cụm từ cà phê đường tàu, 15 triệu kết quả sẽ xuất hiện ngay lập tức, với nhiều thông tin chỉ dẫn những quán cà phê nên đến,
những góc trục đẹp hay những phương thức trốn tránh các cơ quan chức năng nếu bị cản trở. Theo luật sư, việc di dời các hộ kinh doanh trên hành lang đường sắt là thực sự cần thiết. Việc dẹp bỏ phố đường tàu không ảnh hưởng nhiều đến ngành du lịch thủ đô. Nhiều du khách quốc tế lẫn nội địa có thể thích thú với phố đường tàu, nhưng đây không phải là địa điểm quá quan trọng đối với du lịch Hà Nội, bởi Hà Nội là điểm đến lớn với nhiều điểm du lịch khác nhau. Bên cạnh đó, chính quyền các cấp cần có thể xem xét đến phương án thực hiện di dời, tái định cư các hộ sinh sống, kinh doanh trong khu vực hành lang an toàn giao thông đường sắt, bảo đảm tuân thủ quy định của luật đường sắt, ổn định đời sống cũng như hoạt động kinh doanh lâu dài cho người dân. Việc xử lý cà phê đường tàu cần phải có biện pháp mạnh tay hơn để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách. Cà phê đường tàu không nên được coi là một nét văn hóa dù thu hút nhiều du khách và người dân đến trải nghiệm. Chính quyền thành phố Hà Nội cần áp dụng các biện pháp cứng rắn hơn như tăng cường kiểm tra, phạt nặng các trường hợp vi phạm và tổ chức các chiến dịch tuyên truyền về an toàn giao thông đường sắt cho cả chủ quán và du khách. Vâng, và không chỉ tại phố cà phê đường tàu, các quán cà phê trên tuyến đường Hà Nội hiện nay đã xuất hiện hình ảnh những người trẻ khoác lên người những bộ trang phục đẹp mắt và chụp hình đăng lên mạng. Điều đáng nói, để nhận được nhiều lượt thích, thả tim, nhiều bạn trẻ đã tràn xuống đường để tạo kiểu chụp ảnh bất chấp an toàn giao thông để sống ảo. Nhiều bạn trẻ không ngần ngại đi dọc khắp các quán cà phê để chụp ảnh trên tuyến phố Lò Sủ, Hà Nội. Việc các bạn trẻ tràn xuống đường đang gây mất an toàn giao thông. Đây là một hot trend, các bạn đứng, ngồi, chụp ảnh ở dưới lòng đường đã là vi phạm cái luật giao thông đường bộ rồi. Khi mà tan tầm rồi là những cái ngày mà lượng xe lưu thông qua đây rất lớn và đã có những tình trạng va chạm xảy ra. Tôi cũng rất mong muốn là công an phường, công an quận cần có những biện pháp mạnh tay hơn để tránh những cái trường hợp đáng tiếc xảy ra. Em thấy là bây giờ các bạn trẻ ra đây chụp ảnh rất là nhiều ấy. Khi mà mình đi chụp ảnh ở một cái khu vực nào đó thì mình cũng cần phải chú ý đến cái những cái vấn đề xung quanh. Ví dụ như ở đây thì khi mà mật độ giao thông ở đây khá là nhiều thì mình cũng phải chú ý đến cái mật độ giao thông ở đây, đặc biệt là nó sát với cái lề đường như vậy. Thì các bạn nên chỉ chụp ở khu vực vỉa hè thôi thì sẽ đảm bảo được an toàn giao thông ở cái khu vực này. Tại một điểm check-in khác đang nổi lên gần đây, các bạn trẻ cũng thản nhiên chạy ra đường tạo kiểu, bất chấp an toàn của bản thân. Nhìn nhận dưới góc độ pháp lý thì đó là những hành vi vi phạm về giao thông đường bộ, vi phạm về an toàn giao thông và ảnh hưởng đến trật tự công cộng. Chính vì vậy là với những hành vi như vậy thì cái người vi phạm có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điều 9 của Nghị định số 100 năm 2019 của Chính phủ, với mức phạt là phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng. Theo Nghị định 100 thì cái hành vi là cản trở giao thông đường bộ, đi bộ không đúng quy định thì có thể bị phạt mức cao nhất đến 200.000 đồng. Nếu có tai nạn giao thông xảy ra thì cái người đi bộ, người cản giao thông đấy còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu như là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng. Để tránh ảnh hưởng đến bản thân và những người xung quanh, mỗi người dân cần chụp hình văn minh, chọn nơi an toàn cho mình. Mỗi hành động cư xử ngoài nơi công cộng cần có sự chuẩn mực, nhận thức đúng đắn, đặt trách nhiệm của bản thân gắn liền với lợi ích chung của cộng đồng. Đừng để chỉ vì muốn có vài bức ảnh độc, đẹp để đăng lên mạng xã hội là phải đánh cược cả mạng sống. Một bức ảnh đẹp thì không chỉ đẹp về khung hình mà còn phải gắn liền với thái độ văn minh, chấp hành đúng luật an toàn giao thông. Và câu chuyện mạo hiểm sống ảo, coi chừng mất mạng mà chúng tôi vừa chia sẻ đến quý vị cũng đã kết thúc thời lượng dành cho chương trình Chuyện Mỗi Ngày hôm nay. Hy vọng quý vị khán giả đã có thêm cho mình nhiều thông tin bổ ích và những trải nghiệm thiết thực. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này vào 6:30 và phát lại lúc 16 giờ trên kênh BBTV1. Đồng thời chương trình cũng được phát trên BBTV2 lúc 7:30 và phát lại lúc 18 giờ Đài Phát thanh Truyền hình và Bảo Bình Phước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Mình chúc quý vị sẽ khởi đầu một tuần thật đầy năng lượng để cùng tạo ra nhiều giá trị cho cuộc sống mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại. Đăng ký theo dõi kênh YouTube Truyền hình Bình Phước để được cập nhật tin tức mới nhất.